Chào các bạn, tôi là Hạnh Lê, sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất thích câu nói, đừng bao giờ ngừng học tập và phát triển bản thân. Vì học tập là một quá trình suốt đời và bạn có thể học hỏi từ mọi người và mọi tình huống. Đó cũng là lý do tôi có mặt ở ngôi trường này ngày hôm nay. Tôi từng trải qua rất nhiều công việc mà từ nhỏ tôi nghĩ đó là nghề mơ ước của mình. Cũng từng học những ngành khác mà tôi gọi là đam mê. Rồi cuối cùng tôi cũng quay lại nơi được gọi là vạch xuất phát. Quay lại khoảng thời gian làm sinh viên, hàng ngày háo hức đến lớp để tiếp thu những kiến thức mới. Tôi đến với ngành thiết kế thời trang này bằng một cái duyên, nhưng tôi lại bất ngờ tìm thấy niềm đam mê mạnh mẽ với nghề này. Nhưng hơn hết giờ đây, tôi đã phát hiện ra rằng mình yêu nghề này không chỉ vì đam mê cá nhân, mà tôi yêu cả ngôi trường mà tôi đang theo học, trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2. Tôi yêu cái cách mà thầy cô tâm huyết thế nào khi truyền đạt kiến thức cho các bạn sinh viên chúng tôi. Yêu cái cách mà nhà trường đã quan tâm đến từng hoạt động, từng module học của chúng tôi. Nếu bạn là người có đam mê, có nhiệt huyết, và khi bạn tìm được một ngôi trường tốt với những thầy cô tâm huyết với trò, với nghề, thì việc của bạn chỉ cần học và thành công thôi nhé. Tôi được học trong môi trường rất thân thiện, bạn bè, thầy cô như một tập thể gắn kết với nhau. Và tôi được học những module được thiết kế bài bản và khoa học. Giờ đây tôi có thể tự tin nói với bạn rằng tôi có thể may cho mình những bộ trang phục theo ý của mình và tạo ra những bộ sưu tập thật tuyệt vời như các bạn thấy. Tôi làm được và các bạn sẽ làm được. Ngoài việc học ở trường, các bạn sẽ được tạo điều kiện tham gia các hoạt động vô cùng bổ ích. Đây là một số hình ảnh khi tôi tham gia cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề. Kết quả này là sự nỗ lực của một tập thể, của thầy cô, của chúng tôi, của nhà trường. Và lời nói sau cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý nhà trường, đến thầy cô, đến tất cả các bạn sinh viên của ngành thiết kế thời trang. Chúng ta đã luôn đồng hành cùng nhau, vượt qua tất cả các khó khăn và đi đến chặng đường cuối cùng ngày hôm nay. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình nhỏ của mình, họ đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi trong mọi hoàn cảnh. Bye bye!